Cả sự than bao hư trên trăm bán 1 kilo ai miền nằm lại rồi hồ đọc rằm rối đô la. Tổng nốc chặt chân mục kê nấy bà bọn bà chạy cà bà chìa trong cao. Nó mà chôn đau B-Z-Visor Vinh hay ra chân à đạch smất bằng cán bình là tập hiệp kế hạ than. Bao hư cứ chìa sạch cầm rõ ai tỏ nhiệt đấng rồi bọt đại can đại cầm rõ rồi bọt nắng giang mệt. Bạn cứ nằm lại với can đã thay mẹ này. Chúng vì cứ chia à ha số một môi đại cầm rõ chúng tế đầm rời cá vị trán khi châu chất bao hư chiếm sẽ cứ bong ôn chân chết chấn qua châu chất nhằm bao hư hay gì bài cứ nhẹ miên nhẹ miên cứ qua châu chất nhằm na và nhằm ấp đăng là thay đi và tổng học niên ngày đi nôm tổng học niên mở mở cả sự than châm sạch số một cầm rõ muối cứ bao hư đại nơi chung bị phục lố chung bình bị phục lố cứ sạt ní chỉ là hà sầm một mũi đài cầm rõ hay vì miền nằm lại thay na bạn bao hư đài miền tầm hồn thống lõ sạch lõ anh miền nằm lại là hồn đó pram rồi đó là hình chân thay thay á mà có lỗ hình chân tỏ nên nôm nê sạch đạp mớ hay khi ông bà hành vì tổ khlay khlay khlát đàm bây tỏ nên mớ hay chập chìa cả mớ thả tờ dương ai nhận miền là tập hiệp nâng ca trên châm sát sầm một mùi đi nơi sọc mai bản tề và sắp nháy nơi ả diễn cứ dân khơi nơi Philippines miền trầm tráng hay cao vi khiêm cao vi ả diễn cao vi khiêm nơi Australia nâng thơ lọp mùi bú và thầy mùi bọn bọn khám ai mùi dùm nốt nửa tí nút dưỡng nóm nê cho chạp phai hư ôi thà là nghe nà và là nghe mình tên hay miếng khám ai dưỡng cho chạp bạn ấy từ từ châu chạp nên cứ thở bằng license á và thở sông sệt mà đó mà nẹt đôi chị off mà rồi đó là tạm nhầm chạm cả nữa á dù đại hỏi hay cho nó nơi trong khai là người mà tạm nhầm chạm play tới bài chỉ khai pì nơi Australia hình chân cái châu chạp bạn nẹt khá tới sầm nắng có bạn bay buồn cả lâu chân á hay nẹt đã ắt sầm nắng thế là ngay một trường một ấy tới sao thắm mò châu tơ cái lạnh số một nó cứ lạnh nó sơ thơm mò mỏng đài ba hư quận nữ chân khi ông châu tơ co rong ngày môn nắng châu tơ riêu bàn mền đến bàn nhiều cụm một trường và một trường hay chân ba hư của một trường đài vận tài kia sẽ liệt xâm lệ một vẹn của mọi việc là nghĩa khả năng là nghĩa khẳng hay chân tế khi ông non tỏ khả mà mơ sạch cầm rõ mùi ní bị ca trên chấm, bị đột biệt trên chấm, bị tìm xa khá lạ, bạn phải hành đợi bài tờ lờ video để bạn mở. Bạn nhưng, bài hư cứ chia sạch cầm rõ, hay tỏ nhiệt đấng rồi bọt đại can đại cầm rõ, rồi bọt nắng giang mệt. Bạn cứ đầm lại với can đại thay mẹ này. Nhưng, vì cứ chia hai số một môi đại cầm rõ, chân tế đầm rời cá, vị trả ấn. Khi châu chất bao hư chiếm sẽ cứ bong ôn chân chết chấn qua châu chất nhằm bao hư hay gì mà bái cứ nhẹ miên cứ qua châu chất nhằm na và nhằm ấp đăng là thay đi chân đồng rời cài cho ra về thôi ai bao hư cứ can tài sọt tới sọt tới bạn hay mùi thiệt nâng cứ sầm một dương sầm một rồi bọc bị phục lục dương nâng cứ bị một ngày tầm được ngay cứ Paul Paul phải thán ấy với chơi thật cao rồi tập về trong bao hư ruộng này gặp bà này chân ca bằng cắt bù vậy ấy nên có việc ở toàn này chân nơi làm rích nơi Philippines nơi bờ tây mua dùm luôn tăng Australia nên cứ kiếm miền cảnh chấm bài hử rồi tiếp nơi không ca chỉnh chấm sắp sinh ấy từ xa bị chạy cái tên miền cảnh đi chấm rán cứ kiếm chấm đòi bằng cắt bù nơi không ăn chân đôi tọt này khơi bạn bong pro mà nè ní bạn làm rích nưng cứ còn chấm bằng cắt bù nơi không ăn chúng nơi không sầm một sập như ấy, bà hư cứ bà bạc bà cắt bù chứ, bù quạt nó về luôn, nhí quạt về trên, đi phần quạt nó trên mặt cái hay chấm mối quạt về trên nơi sperm rồi bà quạt nó trên mặt cái tới, thấy với chuột nếp bà cắt nơi không sầm một, bạn anh ấy khi chia làm việc đài kê bà cắt bù bài thòm chia đó. Còn đây dễ đúng nơi khăn lùm ho sầm mốt tọc nơi mơ đời bại than sư chỉ lỗ phóng chân việc bạc bò nông cao bạc cạch bùi chân tế cả sọp nhảy đứng kì kì bạc cạch bùi nhận khăn lùng àng
nơi không ăn ní hay chân châm nơi không ăn dạ phi là hô to bằng bầy khai bằng bằng kê vô tới kháng cầu nhưng nơi không là chân châm phai hư ní kì kì miền ăn phi bộ phết ăn muối kì châm côn thông thống ăn muối tiết tươi bạc cát bối hay nâng châm côn tụi tụi đầy kì châm nơi cả lại đầy miền xây toàn là phi dễ đúng kì vi copy cái lại đầy hiện thống và đôi trong ọc niềm mơ khơi nền chấn chỉ cả sự than cái lại đầy kiên châm bao hư đầy cô niềng thông thông hỏi là hồ đó là buồn chân ám và trên châm bao hư nền chấn mơ tới vì thời ca dạ phê dư đáy một ai chập lụa bán tỏ niềm mơ vì cũng rõ mà nế và cũng rõ sạch sạch châm xem xếng cứ bạn bày khai và mùi khai dạng dũ thầm mà chân ám ấy cái ai lụa bà này bàn tay bài hứ cứ lăng lộ đã buồn phèm chân ám hay cài thịnh châm cứ thật thở ca ca dự trật trọng đã khăn bạn hay nơi khăn ông ca thịnh châm ní cứ tôi thông tới vì nơi khăn ông an an lại khăn ạ kì khăn bà lọ chân hay nơi khăn ông bà lọ nâng ní cứ miền cái lãnh đại áo viết tàu á bạn chân nơi khăn ông sở mất viết tàu mùi thơ mò là bề ní kì cái đại hiện bà phùng lù chùa ní hay nơi khăn ông nâng quyên miền nơi khăn ông xâm nánh đàm đoàn cái chàng cà thọ xâm nánh hay xa rãi bạc cứ chưa chùm này rồi bỏ bài hứ chân ní cứ chưa xa rãi môi vập hết nó nên mơ tới mình đang chìa nơi khám ái dân hai vập hết xa rãi ấy tê bạc và phần tay dân ách mơ rụt riêng chùm chưa thả nơi khăn ông xa mất khám ái có ách đang miễn xa rãi chả ra nè và đại dân ách dùng mặt thôi chưa chùm này rồi bỏ bài hứ bán á hay nơi khăn ông cả sẽ than môi ní đây tùm hôm bài chìa mùi hạch ta nó ạc niềm mớ đây bài chìa tùm hôm mùi hạch ta bàn tay quật đạ bàn cháu nè nhưng chân mùi chân ám quật phòng mô phòng bài chìa mùi rồi tàu bàn hay tỏ thì còn chìa lùi tới cứ cháu nè bàn chìa lùi cứ cháu nè tiếp xá xong chô tùm mơ nà lơ Ali Express ta lại viết bì bì hồi đà lá ta đọc bây hồi đà lá nà còn mặc lô á nà chân á bạn hãy nâng dựa ở toàn đằng mơ phổ phết bài hư nâng bài nà phòng chân phổ phết bài hư đại lỗ cứ ta lấy vi là hồn ta đó phèm hồi là chân đối nơi ô xử lý chân mà cà lô ấy phèm hồi thật lá bọn phôn không ai dương môi chùm nuốn đại chọc tư dễ đúng mà rốt đấy nơi ô xử lý cái áo chọc chập nơi không xong một nâng đôi tràm bà tam nhóm chám và hãy tựa tàm mà tất ấy tế bạn hay chọc tư nâng mà cho tới mà đoan nâng á, khi ta lại vía mà rồi là bà xông xích nông ca cho chân bà cho tới chạp ban mà cái lỗ trên này nhá bà chạp ban khổ mà cái lỗ khá đây và chân phải hứ cứ chìa hà xa một mùi đầy mùi miền đầm lấy thì phô chân đi than thông thông cứ miền đầm rời ca của bố nà chân ní cứ chìa ở ca mùi nâng khổ nông ca đầy bông rưu gặp ôn đầy xa lành kháng cạn xì cắm nóm hiên sắc xa và thay em tới ngay nào mối vài trên dương ai miền ốc cả nơi khôn ông ca bậc cao nơi cả sinh thành bao hư nơi sọc mai đài ở lời nâng niên ôn mà nè bà cột cổ bông trầm bậc kỳ hói bà dương miền kia dương cổ bông tài trầm bậc kỳ hói nhưng nâng miền cả sinh thành bậc kỳ nơi sọc mai dương ở lời nâng ní kỳ chỉ cả sinh thành bao hư đài khi ông bà hai nhỏ ọc liền mới hay bàn mơ rụp hiệp hói nôm niên sâu xa và thai mới rồi biết nơi khôn ông ca chắp đám nhóm kết ta xâm khăn trên cái vòng phát kỳ tổng án hiện tại xa xa hưởng bụi xa xa hưởng bụi chân nơi Philippines cái miền ca anh châm chân ai chọc Covid nhưng ai tới lên Philippines thì tới tầm mơ cả lại anh châm bà cắt bụi xa xa bị bụi ta nhưng ai dựa bụi bị Philippines mà bàn tế bà xôn bà xa không ai dựng ở miền bụi hay là biếp tại dựng bà cắt hay là biếp tại dựng thừa án hay sợi sợi mót sắc xa hướng sợi 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 mót tới khi ông ta dương ai chẳng chấm bao hư ban hai bạn hay ai mơ cùng rũ cả sĩ than đi tới tỏ niềm mơ kể đã oxygen kể đã sợi ở việc gì kể lập biếp kết phớ cứ miền ở tình này bạn chân ní kia chơi cả sĩ than cùng rũ hỏi chân khi ông ta dương thời sắc xa nên lời bụi mùi tiết cứ dương ai chẳng chấm bao hư nơi sọc khám ai ban hai vì phố múc rơ bò chẳng làm bí phó mà phai bầy บุกระบบខ្ញុំអនាគតប្រទេសខ្ញុំព្រឹត្តិការណ៍ជួបជុំចែករំលែកគម្រិតអាជីវកម្មធំបំផុតប្រចាំឆ្នាំ 2023 ប្រជាអាជីវកម្មថ្មីថ្មីជាង 200 ក្រុមហ៊ុននិងជួបជុំគ្នាធ្វើបទបង្ហាញស្ដីពីគម្រិតរកស៊ីថ្មីថ្មីនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជានិងទីផ្សារក្រៅប្រទេស
សិក្ខាសាលាធុរកិច្ចត្រៀមខ្លួនរកស៊ីសម្រាប់ឆ្នាំ2024បង្រៀនដោយអ្នកជំនាញធុរកិច្ចនិងម្ចាស់អាជីវកម្មដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំដែលរំលែកសិភើគំនិតលក់ចំនួន 3,000 ក្បាលដោយឥតគិតថ្លៃនិងមានមហោស្រពសិល្បៈសម្ដែងជូនទស្សនាផងដែរស្តង់អាជីវកម្មស្តង់អាហារស្តង់សុខភាពស្តង់បច្ចេកវិទ្យាជាង200អាជីវកម្មនឹងជួបជុំគ្នាធ្វើបទបង្ហាញលក់ផលិតផលនៅក្នុងតម្លៃពិសេសនិងចែកជូនផលិតផលហ្វ្រីសម្រាប់អ្នកទស្សនាផ្ទាល់ថែមទៀតផងជួបគ្នា2ថ្ងៃពេញនៅថ្ងៃទី2ទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅក្នុងបរិវេណវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ITC ឬសាលាតិចណូយើងជួបជុំគ្នាយើងចែករំលែកជាមួយគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មយើងដើម្បីអនាគតប្រទេសយើងដែកស្មិតជាប្រភេទដែកប្រណិតដែលមានភាពរឹងមាំគង់វង្សយូរអង្វែងហើយយើងអាចយកដែកស្មិតហ្នឹងទៅកែច្នៃជាក្បាច់រចនាឬទៅតាមម៉ូដដែលអតិជនស្រឡាញ់ពេញចិត្តវិនហេងរចនាដែកស្មិតបង្កើនផលិតភាពកេហដ្ឋានគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់អ្នកនៅលើបាតដៃរបស់អ្នកគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាជាមួយនឹងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របែបថ្មីផ្ដល់ផលលើសពីការស្មានពួកយើងធានាផ្ដល់មកវិញនូវលទ្ធផលល្អគាប់ចិត្តដែលអ្នកមិនធ្លាប់មានដោយការលុបបំបាត់បញ្ហារ៉ាំរ៉ៃដែលកំពុងញោមញីក្នុងអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកជាមួយកម្មវិធីគ្រប់គ្រងល្អដាច់គេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាយបាយការភ័ន្តច្រឡំទាំងឡាយហើយក៏គ្មានទៀតដែរទៅលើភាពមិនច្បាស់លាស់អូហូ Easy Accounting Software ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយគេ Cloud Technology ស្រួលនោះស្រួលរងចាំដល់ណាទៀតតាក់ទងមក BZ Advisor នៅពេលនេះដើម្បីជំរុញប្រាក់ចំណេញអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកឲ្យកើនឡើងទ្វេដង